Bạn có nhu cầu mua ARK Free Fire, thử vận may uy tín giá rẻ, chơi những trò chơi thú vị hấp dẫn, đến ngay với Riaki.net, shop hợp tác độc quyền chính thức duy nhất với Riaki Gaming. Ok, xin chào anh em đã quay trở lại với Riaki Gaming. Và ngày hôm nay thì bên Nana Free Fire ra mắt chúng ta đó là trang phục kỳ nhông nổi loạn chính thức trình làng. À, đây là bộ chế tác. Thực ra ấy, thì theo lý thuyết ấy, thì đúng ra là chế tác lần này sẽ phải là AWM. Đấy, nhưng mà bên Nana quyết định là sẽ đảo lại cái vị trí, tức là sau khi cái chế tác nước hoa nó vừa ra mắt xong thì chúng ta sẽ đến luôn với chế tác trang phục tiếp theo, đó là cái bộ kỳ nhông nổi loạn này. Cái này thì có 4 bộ trang phục đấy, giá khá đắt. Có cái kỳ nhông lửa 7 đá 3 sớ, bộ tiếp theo là kỳ nhông rừng xanh 5 đá 3 sớ. Lý do vì sao mà cho 5 đá 3 sớ là tại vì là bên Ghana đánh giá hiệu ứng của nó đẹp. Tiếp theo là bộ kỳ nhông tinh tú với giá là 4 đá 2 sớ đấy, và cuối cùng là gói kỳ nhông đất 3 đá 2 sớ, khá đắt đấy. Không phải một đá, không phải 3 đá 1 sớ nha, mà là 3 đá 2 sớ đấy. Lần này mọi thứ đều tăng giá hết, mọi thứ đều tăng giá đấy, khá căng đội bán xăng. Ngày xưa chỉ là 5 đá 2 sớ thôi, mà các bản bây giờ sớ lại ra rất là khó. Đấy, sớ bây giờ ra rất khó luôn anh em ạ. Khổ lắm, không gì khổ bằng sớ game thủ. Bộ kia kể ở bên server Indo là server bán rất đắt, nó cũng chỉ là 6 đá 3 sớ thôi. Cái bộ kỳ nhông rừng xanh ấy, về Việt Nam vẫn là 5 đá 3 sớ. Thì tôi nói với anh em đá bây giờ nó quá nhiều luôn. Đấy, nhưng mà sớ thì nó lại cực kỳ ít. Thế nên là tôi nghĩ là cái bộ kỳ nhông này rất là đắt. Đấy, bộ kỳ nhông này rất là đắt. Đắt không biết có sắt ra miếng hay không, nhưng rất là đắt. Bộ đắt nhất thì 7 đá 3 sớ thì vẫn ok rồi, nhưng mà 7 đá 3 sớ mà trong khi đó thì cái bộ kia là 5 đá 3 sớ, tức là cái số lượng sớ tương đương nhau. Thực ra 2 đá thì anh em mở 180 kim cương anh em vẫn có thể ra được 2 sớ, 2 đá bình thường. Đấy, nhưng mà thêm một sớ nó là cả vấn đề. Một sớ khi anh em mở vài nghìn kim cương chưa ra thêm được một sớ nào. Đấy, rất là khó. Nãy giờ mình mới mở ra được có 2 sớ này anh em. Đấy, rất là khó luôn, cực kỳ khoai sọ, nó không phải đơn giản tí nào. Tức là bên Ghana bây giờ họ để giá của cái này, tôi đánh giá hơi căng. Đấy, nhạc này nó hơi căng. Cái bộ này nó sẽ có hiệu ứng là khi mà chúng ta hạ gục và chúng ta bắn nốc địch thì sẽ có một con thạch thùng đấy, nó bò ra đằng sau lưng. Đấy, không phải con thạch thùng đâu, con này con tắc kè anh em ạ. Con này con tắc kè sao bên Ghana thì có con kỳ nhông nhỉ? Nhớ như cái con này nó là con tắc kè chứ. Đấy, con Charizard, Canizard này tôi nghĩ nó con tắc kè, bên Ghana gì con kỳ nhông, mà thường thích gì con gì thì gọi. Đấy, tôi gọi con này con thạch thùng cũng được. Thì có một con thạch thùng lửa và một con thạch thùng, một con kỳ nhông lửa nó sẽ bò ra đằng sau lưng. Ok, 3 sớ rồi. À, 4 sớ rồi. Như vậy là chúng ta cũng tốn khơ khớ kim cương để mà có thể lấy được 3 sớ. Đấy, tốn khoảng vài ngàn kim cương nha anh em nhá. Nói chung là hên thì khoảng 2 ngàn, xui xui thì khoảng 4-5 ngàn là chuyện hết sức bình thường. Nói chung là với chế tác thì anh em đừng kỳ vọng quá nhiều. Đấy, thêm một cái nữa rồi, bình thường thì sẽ đủ rồi đấy. Bình thường là 7 đá 3 sớ với 5 đá 2 sớ thì đủ rồi đấy. Nhưng, đấy, nhưng bên Anna bảo chưa đủ, chưa đủ đủ đâu, vẫn thiếu một sớ nữa để lấy được bộ kỳ nhông rừng xanh. Thế tôi cũng lấy sẵn để thi thoảng rảnh rảnh để tôi test luôn cho anh em một thể. Đấy, mình đá ok ra đây rồi. Và Berserk Reptilia và kỳ nhông. Đấy, ok, bây giờ mình sẽ đổi bộ kỳ nhông lửa nhá. Có một số bạn hỏi là tại sao mình lại đổi qua tiếng Anh, là tại vì là mình quên mất chưa đổi sang tiếng Việt. Hôm trước tôi đổi sang tiếng Anh để tôi làm một cái video cho mấy bạn nước ngoài, bạn tham khảo. Đấy, thì quên mất chưa đổi về tiếng Việt, thì chắc là sau cái clip này tôi sẽ đổi về tiếng Việt. Đấy, rất là ngon lành cành đào, nhưng mà cái tên tiếng Anh của các bộ trang phục đều rất là hay. Đấy, và dịch cũng rất là đỉnh. Về Việt Nam thì bên Ghana hay dịch kiểu nhố nhăng. Đấy, về bên Việt Nam thì một số đồ Ghana hay đổi tên nó hơi nhố nhăng. Đấy, thế nào nó hơi căng. Ok con dê. Đấy, độ kỳ nhông lửa trong bộ này chúng ta nhìn cũng được. Về tổng thể tôi đánh giá là nhìn cũng khá là ok. Chính là có cái bộ kỳ nhông tinh tú rất là đẹp, cái bộ mà màu trắng xanh ấy rất là đẹp, anh em lấy bộ đấy cho rẻ cũng được. Thật ra nó cũng chả rẻ lắm, 4 đá 2 sớ nó cũng chả rẻ lắm. Ok, hôm nay thì bên Ghana Free Fire đã bán ra đó là nhân vật mạnh nhất trong Ghana Free Fire ở thời điểm hiện tại, đó là nhân vật Homer. Và sau rất nhiều thời gian thì không biết tại sao đến bây giờ bên Ghana Free Fire mới bán con Homer với giá 599 kim cương. Và con này sẽ không được nhận free, con này không được nhận free nha anh em nhá. Chúng ta bắt buộc là phải bỏ tiền ra để mua, và muốn nhận free chúng ta phải đợi đến phiên bản sau. Thì bên Ghana biết là con này mạnh nhất, thế nên là họ sẽ quyết định là sẽ không cho chúng ta nạp kim cương để nhận. Như con Iris chúng ta được nhận nạp kim cương để nhận, hay con Alpachoa chúng ta nhận free luôn, tại vì là nó yếu. Đấy, những con Homer này là một nhân vật rất mạnh và hiện tại thì đang là nhân vật hot nhất ở trong Ghana Free Fire. Ở bên server Indo hay bên server Thái, server nào họ cũng dùng con này hết. Đấy, bên server nào cũng dùng con này hết. Nhân vật duy nhất mà kỹ năng có thể gây theo
ra sát thương. Đấy, trực tiếp lên người đối phương 25 sát thương, gây gọi là giảm tốc độ bắn của địch đi đến 35%. Nói chung là con Homer đấy, anh em thả ra anh em đấu súng kiểu gì cũng ăn được cái thằng đối diện. Đấy, anh em bắn trượt anh em ăn được cái thằng đối diện. Thì thực sự thì cái con Homer đấy đang là con nhân vật rất mạnh ở trên tất cả server trên toàn thế giới. Đấy, và nhiều người sau cái phiên bản OB34 mà nó ra mắt ấy, nhiều người cũng yêu cầu là giảm sức mạnh của Homer đi. Nhưng bên Ghana vẫn đang để ở rất mạnh. Đấy, và bây giờ nó đã chính thức ra mắt ở server Việt Nam rồi. Đấy, thực sự thì quá ghê luôn, quá ghê độ bắn dê. Anh em mà mua Homer xong mà còn thừa tiền thì đừng quên ghé qua đó Riaki Store nhá. Shop tai nghe dành cho game thủ Free Fire. Hiện tại thì các mẫu tai nghe cách âm chống ồn, các mẫu tai nghe không dây với độ trễ thấp đã đến với shop Riaki Store. Anh em có thể tham khảo những mẫu tai nghe như là T33, XT15 chơi game Free Fire mà nói rằng rất là tốt luôn. Ngoài ra có rất nhiều các phụ kiện quà tản nhiệt dành cho anh em đam mê chơi Free Fire. Và đừng quên là ghé qua Riaki Store HN, Riaki Store HCM để có thể tham khảo những cái mẫu tai nghe này nha. Ok, nào vào trong game nào. Đây, thì đây là cái bộ đồ của chúng ta. Và con nhân vật Homer luôn. Đấy, bộ đồ này nói chung là cái tôi đánh giá thì cái áo và cái mũ thì trông ổn. Đấy, áo và mũ nhìn ổn, cái quần hiệu ứng ổn, à cái dây hiệu ứng ổn, cái quần thì nhìn nó không được ổn lắm. Đấy, và nó vẫn theo cái phong cách kiểu đằng sau thì nó sẽ có một cái lưỡi, một cái đuôi nó dài ra như kiểu đuôi thạch thùng ấy. Đấy, trông khá tếu. Ngoài ra thì nó sẽ không có hiệu ứng gì quá đặc biệt khi mà chúng ta di chuyển cả. Chỉ khi mà chúng ta bắn gục và hạ nốc đối phương thì nó sẽ có nhiều tác dụng hơn. Đấy, thả ngay quả máy bay. Đấy, anh em thấy quả UAV ở đây chưa? UAV bay nó sẽ đuổi theo và nó sẽ làm chậm đối phương đi rất nhiều, làm chậm 60% tốc độ di chuyển và làm chậm đi 35% tốc độ bắn. Nên là gần như là khi mà anh em thả ra thì cái xác suất mà anh em chiến thắng ở trong pha giao tranh là rất cao. Mặc dù vậy thì cái kỹ năng của con nhân vật này nó tốc cái thời gian hồi chiêu nó hơi lâu. Đấy, làm sao? Thằng ấy bướng nhỉ? Bướng với đại tướng này đấy. Khi mà chúng ta hạ gục đối phương thì cái chữ ở đằng sau lưng của nhân vật của chúng ta nó sẽ cháy lên và con thạch thùng nó sẽ chui ra. Đấy, xong nó sẽ liếm chúng ta một phát. Đấy, con kỳ nhông, con tắc kè nó sẽ chui ra từ trong cái lửa đằng sau lưng. Chúc mạng khá hay. Cái bộ trang phục này về cái hiệu ứng ấy trông khá hay. Còn mấy bộ rẻ hơn thì nó không có. Với bộ rẻ hơn nó không có hiệu ứng này. Nên về cơ bản thì mấy cái bộ trang phục mà theo kiểu phong cách gọn gàng này thì tôi đánh giá tương đối cao. Đấy, tôi đánh giá tương đối cao. Đấy, thơm không anh em? Đấy, rất thơm một đội bán cơm luôn. Đấy, ok con dê. Tích cực quay tay, vận may sẽ tới nào. Tích cực quay tay, Pha Văn Mát, UMP, Glue, xoay, và tuyệt vời. Đấy, mà tôi không hiểu sao nhá, là khi mà tôi mặc bộ này vào ấy, cái con nhân vật của tôi đứng nó bị lùn hơn cái thằng đứng đối diện, kiểu cái chân của mình nó bị chìm xuống mặt đất ấy. Đây anh em nhìn thấy không, tôi bị lùn hơn cái con meo meo này, con CGSG meo này. Không hiểu sao mặc bộ này vào hay là con nhân vật này của tôi nó bị lùn hơn so với mấy con nhân vật khác. Có thể cái thằng này nó đi cái dép bông thỏ, nó đi cái dép thỏ bông thì nó cao hơn tôi một tí. Đấy, tôi cảm giác tôi mặc bộ này vào tôi kiểu nó cứ hơi tí hon kiểu gì ấy. Ok, thả ngay của máy bay. Còn máy bay này thì anh em nên chú ý là cái nó bay đi đâu nhá. Đấy, thi thoảng thì cái máy bay nó sẽ bay vào trong một góc lác và nó biến mất luôn. Đấy, như trường hợp vừa rồi tôi mèo thấy thằng địch đâu đó luôn. Tôi không thấy cái máy bay nó bay đi đâu luôn. Tức là cái máy bay đôi khi nó sẽ bị rơi một trong một góc lác và nó sẽ bị kẹt. Ví dụ như cái máy bay của tôi vừa rồi nó bị kẹt ở bên trong cái container ấy. Cái container đấy thực ra vốn dĩ bên trong nó rỗng. Ôi. Vào xong rồi, Draking kia, cứu rồi. Cứu tôi bạn ơi, bạn đó ơi, cứu tôi bạn ơi, hay quá. Thì luộc rồi, và bạn bắn hay của nó đấy kia, ui căng đấy. Và nhạc kiểu căng, làm sao, này, bay chạy đâu con sâu, Draking này, thằng này nó vừa bắn tôi hôm đấy anh em ạ, và con cờ hó này. Và tôi cứ tưởng là cái thằng nó bắn AN94 tôi chết nhưng hóa ra không phải. Và ta lại là thằng này. Đấy, nào, ok, tích cực quay tay, vận may sẽ tới. Ok, về cái nhân vật Homer này ấy, thì phải nói rằng đây là nhân vật rất hot ở trong kể cả các giải đấu. Nên hiện tại thì đấy là lý do vì sao bên Ana bán nó với giá 599 kim cương chứ không bán free. Và nói chung là con này nó sẽ là một cái con nhân vật mà nó sẽ thay đổi cuộc chơi khá là nhiều. Đấy, bây giờ kiểu anh em địch mà có ít máu mà đi trốn, anh em thả ra chắc chắn là hack ở vị trí của địch. Đấy, tự nó sẽ tìm đến, nó tấn công địch và nó sẽ đánh dấu kẻ địch luôn. Nếu mà chúng ta có mang theo kỹ năng đánh dấu đấy, thì nói chung là đây là một cái nhân vật mà theo mình đánh giá là nó rất ngon, và anh em nên học cách sử dụng đấy. Nhưng tất nhiên là với anh em có kim cương thôi, còn anh em mà không có kim cương thì cứ dùng cờ lô lô mấy con nhân vật kia thôi anh em. Tại vì thật ra thì con này đến phiên bản OB36 tức là khoảng 2 tháng nữa thì chúng ta cũng có thể lấy free. Đấy, 2 tháng nữa chúng ta cũng sẽ có thể lấy free, nên anh em đừng buồn. Đấy, anh em đừng buồn. Nếu bây giờ mình có dùng chậm thì mình chỉ dùng chậm hơn so với những người khác một tí thôi. Đấy, làm sao
Làm sao? Ôi, vẫn có một thằng nữa kìa. Chơi nó bạn ơi. Android ngôi sao vào chơi nó bạn ơi. Ui, tôi xong rồi. Ôi, đừng gạt dò mình bạn ơi. Chơi nó. Bắn nó. Chơi nó hay quá. Vâng, trận này mình gục nhiều đấy nhỉ. Đấy, trận này mình gục nhiều đấy. Kể cả khi mà bạn assist thì bạn vẫn sẽ có thể có cái con kỳ nhông nó chui ra đằng sau lưng nhá. Ai, ui trời, căng đét luôn. Tưởng địch bắn như nào, ta bắn cũng khá là bình thường. Cô Hương ngồi cổng trường. Ai, sa và ấn phan nâng cấp hồi ngay lại hết độ bền. Thật ra thế hơi tốn tiền. ok, để lên nó nào. Finish trận đấu, nó gọi là hoàn thành trận đấu. Android Đức Dị Quy và CSG Mel, tên những mấy tên ông nước ngoài nhỉ. Nhưng bây giờ bên ngoài mặc dù đang ở server Việt Nam, đang ở server Việt Nam anh em ạ. Nhưng mà hôm trước thì là tôi làm một cái video để tôi minh họa cho mấy bạn bên nước ngoài về server Việt Nam. Đấy, tôi phải đổi sang tiếng Anh để cho các bạn ấy dễ hiểu. Bắn đầu thế, vừa chạy lên đấy, anh em thấy không? Cái con nhân vật của tôi nó vừa gây ra 25 sát thương cho thằng địch. Đấy, và nó sẽ làm thằng địch bị chậm đi 60% tốc độ di chuyển, 35% tốc độ bắn. Thì thực sự đây là một kỹ năng rất là mạnh. Và chưa kể thời gian hồi chiều nó không phải quá lâu. Đấy, và thời gian hồi chiều nó cũng khá tốt. Vì chúng ta cũng chỉ cần thả ra một cái máy bay trong một lần giao tranh là chúng ta cũng đã win kèo rồi. Bay đầu ngay. Đấy, knock out ngay. Anh em thấy cái con kỳ nhông của tôi nó chui ra chưa? Đấy, hiệu ứng thì nó hơi bé một chút. Đấy, hiệu ứng nó hơi bé. Kể ra mà hiệu ứng nó hoành tráng hơn thì ok hơn. Đấy, hiệu ứng hơi bé nha anh em nhé. Hiệu ứng này nó hơi nhỏ. Đấy, mà cũng double kill. Đấy, nó làm double kill con thằng nào cũng nhở. Đây, nó bạn đây. Và trên nhà rồi. Hiệp hội trốn trên nhà. Trốn trên nhà thì lên quẩy nóng nó thôi. Đấy, một thằng nữa lại hoảng. Lên quẩy nóng nó. Chơi nó, đây rồi gì. Đây thế, ui rồi trong nhà này thế, đây rồi, đây rồi đôi giày, ui rồi vẫn luồn lách à, ném bom, ném liệu, chạy đây bạn ơi, ui nó chết trước khi kịp chạy rồi anh em ạ. Ok, cảm ơn anh em theo dõi video này, và nếu như đây là lần đầu tiên anh em đến với kênh của Ria Kia Minh, đừng quên để lại để mình một like, một subscribe, được đẹp trai và được xinh gái nha. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em trong video lần sau, bye bye.